Duyên xin kính chào các bác yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2023. Em lại lên một phiên bán hàng tại xóm 9, thôn Trấn Tây, xã Phú Chính, thành phố Thái Bình nhé các bác nhé. Hai số điện thoại em dùng chốt đơn là 0989 505 869 và 0976 411 919 ạ. Cái chậu Coqui Lai này, châu Lai Coqui. Cây này mã 70 này, em bán 600 nghìn cho mã này. Mã 70 châu lai cookie nhá. Thơm bao thơm luôn. Trời ơi. Còn nhạn nhé, em vẫn bán là 400 nghìn một cây. Bán theo cây nhé các bác. Bao nhiêu cặp lá. Bây giờ em vào cái tam bảo sắc xả vườn 100.000 đồng giá. Em vào cái tam bảo sắc xả vườn nha các bác nhá. Bán hôm nay đồng giá xả 100.000 mã 88 này. 100.000 nha các bác nhá. Các bác mua gộp đơn hai giò một đi cho nó bỏ cước. Thì là một đơn hàng em gửi đi mà chẳng may đến nơi mất 30.000 rồi. Các bác lại không nghe điện thoại nhận hàng thì sẽ lại mất phí vận chuyển thì chết. Mã 45. 200.000, à quên 100.000. Ý là hai giò là 200.000 đấy. Mã 11 cũng là 100.000 nhé. Xả vườn đấy ạ, hôm nay còn ít nào là xả ít đấy nhé các bác nhá. Mã 69 ạ, cũng 100.000. Bỏ tiền đóng hàng đóng hộp à. Mã 71. 71 ạ. Cũng 100.000. Cái chậu dớn các bác mua đã 25.000 rồi. Mã 61 cũng 100.000 ạ. Đến đây là em tự quyết em xả của bà thôi đấy. Mã 50. Mã 50 100.000. Và tiếp theo là mã 34 cũng 100.000 nhé. Mã này 77 cũng 100.000. Xả ấy, các bác mua về mua nhiều nhiều về buộc lên cây cũng được. Bác là mua hết những đóng một thùng hai thùng cũng được. Mã 100 cũng 100.000. Về mình ghép vào cây. Mã 89 cũng 100.000. Đồng giá nhé các bác nhé. Mã 28. Đây. Hàng này hàng miền Trung. Rồi. Tiếp theo mã 55 ạ. Mã 55 ạ. Mã 98 cũng 100.000. 98 100.000. Mã 31 này. 31 này cũng 100. Tự bán xả của bà đi đó. Và biết là sẽ quát cái gì. Ý là không bỏ công bà. Mã 35 cũng 100.000. Mã 53 này cũng 100.000. Hàng em bán 150, hôm nay em xả hết. Và mã 44 này cũng 100.000 nhé. 44 cũng 100.000. Và đây còn mấy mã chồn này. Mã 57 này 100.000. Mã này mã 47 nhé. 47 cũng 100.000. Giá biết bán bao nhiêu. Mã 12 cũng 100.000. Tiếp theo em này là mã 56 150. 56 150. Và cái mã kiều số 3 này. Trước em quay là trước quay là 1.2.000. Kiều tím miền Trung nhé các bác nhé. Ô nhé của con đây. Rất là nhiều lụ thôi. Cái này là cây nó dài, nó nặng cân lắm. Mã số 3 này 1.2.000. Trời ơi. Bao đẹp luôn. Còn mã châu 41 này. Em bán là 200.000. Nỗi, châu nỗi lá một chút. 200.000 cho mã này. 250.000 cho mã châu 3 cây này. Các bác về chăm để gật tết ra bông. Đó, 250.000 mã 78.
và cái chậu Koki này. Koki đấy em vẫn bán cây này là 600 nghìn những cây Koki này nhé các bác nhé. Mã Kiều 30. Kiều 30 1 triệu nhé. Kiều tím miền Trung ông. Rồi, 1 triệu cho mã 30. Mã số 8. Mã số 8 em bán là 400 nghìn. Cái này ngắn. Các bác kia sẽ nhận được cái giò Kiều chọn cho 600 nghìn ấy, khen rẻ và đẹp chứ, nên nhắn tin. Mã này em bán là 1 triệu này. 1 triệu cho mã Kiều này. Mã này là mã Quế tháng 8 nhá. 1 triệu 2 cho mã Quế tháng 8 này. Mã 98. Tiếp theo em này. Mã 73 này. 73 bán 600 nghìn đi. Chia ra 2 chậu có 300 nghìn một chậu. 73 600 nghìn. Mã này 67 cũng 67 cũng 600 nghìn này. Bán thì bù phí ship cho các bác vì là ship đi cái này đóng cũng phải mất ối tiền ship ấy. Mã 81 này. Mã 81 này bán 450 nghìn. Còn một em trồn trắng này. Em này chưa có lụ. Em này bán là 350 nghìn. Một mã duy nhất 68. Hết. Và ông treo lên bên đây. Mã Long Tu 94 em bán 100 nghìn. Mã 18 này. Cũng là Long Tu Xuân nhé. Long Tu Xuân 150 nghìn. Và mấy cái mã vôi. Hoàng Thảo Vôi. Mã 79 100 nghìn. Mã 93 này cũng thế ạ. 100 nghìn cho mã 93. Hoàng Thảo Vôi. Có 3 mã Hoàng Thảo Vôi này. Mã 25. Cũng 100 nghìn ạ. Em sẽ quay vào cái kiếm Viên Vũ xả vườn nhé. Đấy, vẫn là cái kiếm, chậu kiếm như này. Nhà em bán là 150 nghìn. Chậu to này bán 200 nghìn. Chậu to là 200, còn chậu nhỏ là 150 nghìn. Mặt hoa sổ số 150 nghìn, 150 nghìn. Còn những cái chậu này là ở trên chậu sành thì chắc em không đóng được. Chỉ bán những cái chậu nhựa ấy thôi. 150 nghìn một chậu này. Giá em báo là chưa bao gồm cước phí thôi ạ. Tất cả đơn hàng nhà em không bao ship nha các bác nhé. Tất cả những đơn hàng nhà em là không bao ship. Trời ơi. Một lô HO. Không biết bán rồi. Lâu rồi không xem lan nên là không biết giá thị trường giờ như thế nào. Thời lượng video của em đến đây là kết thúc ạ. Em Duyên xin kính chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai nhé. Vẫn là hàng xả thì hôm nay họ xả lốt tam bảo sắc. Mai em xả một số thứ nữa. Các bác mà gọi máy em bận chưa kịp nghe máy thì các bác cho em xin một tin nhắn kèm mã. Kèm mã và gộp đơn nhé. Vì là có một giò là em không đóng đâu các bác. Một giò là em không đóng đâu. Vì đóng đi chẳng may đến nơi các bác không nghe điện thoại hay như nào ấy, thì lại em lại mất 30.000 tiền phí. Nên các bác cứ gộp đơn cho em. Em Duyên xin kính chào các bác.